Giá dầu hôm nay đã tăng trở lại trước nguy cơ thất bại của cuộc đàm phán về hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua đã thừa nhận không có khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran trong tương lai gần, ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Iran được cho có khả năng tung ra ngay cho thị trường khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày nếu các lệnh cấm vận hiện nay của Mỹ được dỡ bỏ, và tiến tới nâng lên được tới 4 triệu thùng một ngày khi khôi phục hoàn toàn công suất. Tuy nhiên, những kỳ vọng ấy đang trở nên ngày càng xa vời. Các bên tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran mới đây cho biết họ đã không thể thống nhất trong vướng mắc gần như là cuối cùng. Tehran cho biết họ không chấp nhận các cuộc điều tra của IAEA khi nó được khởi xướng trước sức ép của một số quốc gia thù địch với Iran. Trong khi ba nước Anh, Pháp, Đức mới đây đã ra tuyên bố chung cho rằng cộng đồng quốc tế đang chứng kiến sự tiếp tục leo thang các chương trình hạt nhân của Iran. Những trở ngại trong nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran đã đảo ngược xu thế giảm của giá dầu trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Một yếu tố khác cũng đang khiến thị trường lo ngại là kho dầu dự trữ chiến lược của Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1984. OPEC cộng trong cuộc họp đầu tháng này đã quyết định cắt giảm sản lượng 100.000 thùng một ngày, mà một trong những nguyên nhân là Iran có thể trở lại thị trường dầu. Nay khả năng Iran sớm trở lại thị trường dầu đã trở nên mờ nhạt, trong khi các số liệu thì cũng cho thấy sản lượng thực tế OPEC cộng đang cung được ra cho thị trường vẫn còn thấp hơn tới gần 3 triệu thùng một ngày so với mức sản lượng mục tiêu do chính họ đề ra, cho dù đã cắt giảm mới đây. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.